Peter Pan. Đâu? Bé ngoan, mau đến đây với ta. Đâu? Bé ngoan, nào nào, đưa tay cho ta. Nào, bé ngoan, bé ngoan, con chắc chắn sẽ dùng cách này để khiến cho bản thân trở nên chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi bằng lòng. Con à, con à, xin hãy nói to cho ta biết, con có bằng lòng không? Tôi bằng lòng. Nào con à, đợi đã, tôi muốn suy nghĩ lại. Con à đừng sợ, nỗi sợ hãi của con chỉ là nỗi sợ hãi của cơ thể chọc thủng tâm ma mới có thể trưởng thành. Con à, qua đêm nay con sẽ là một nam tử hán tràn đầy năng lượng đích thực, không ai dám coi thường con, không ai dám sỉ nhục con. Sao ngươi lại thơm như vậy? Ngươi là nữ sao? Bỏ ra, tên khốn. Không rồi, đứng lại, đứng lại. Ngươi chạy đâu? Đứng lại cho ta. Là tôi giật mình. Đừng chạy. Tại sao anh không giúp tôi bắt người, chỉ bận với đống côn trùng chết tiệt? Kim Linh, cô không hiểu rồi. Xâm phạm sinh vật còn đáng sợ hơn tội phạm bỏ trốn, đúng không Cảnh Thiên? Xem ra không uổng công bị đốt. Cậu hiểu về rắn không? Không hiểu. Vừa nãy yêu quái kia làm phép ném một đống rắn vào người tôi. Rắn nhỏ sao? Tiêu Nhi, cậu đưa Cảnh Thiên về nhé. Đi đây, đi thôi. Đợi đã, sao vậy? Thẩm Tam Tường ném rắn nhỏ về phía quanh sao? Vừa nãy ném đó, suýt nữa làm tôi sợ muốn chết, cũng làm tôi sợ hết hồn. Một đống rắn nhỏ. Anh biết nhà Được Thiệu Bằng ở đâu không? Biết. Sao vậy? Mau đưa tôi đến đó đi. Làm gì vậy? Mau lên nghe lời anh ta đi. Tổ tông à, có thể nói tôi biết chúng ta đến đó làm gì không? Tôi không hiểu về rắn, vậy nên tôi không dám chắc. Nhưng mạng người quan trọng, cùng lắm thì uổng phí một chuyến. Cậu nói làm tôi cũng thấy tin. Đúng là tà môn. Đúng rồi, đưa cả Thẩm Tam Tường đến đó. Cái gì? Được. Cái gì? Tại sao? Mà người quan trọng, cùng lắm thì tới đó uổng công một chuyến thôi. Alo, 120 à? Chỗ tôi đang có người cần cấp cứu. Địa chỉ là gì?
địa chỉ nhà đường Thiệu Bằng, 305 số 14 thôn mới Đào Viên, 305 số 14 thôn mới Đào Viên. Tôi điên theo các người vậy. Đội trưởng Trần, Tiêu Nhi, suốt cuộc là chuyện gì? Anh đừng vội hỏi. Đội trưởng Trần, làm gì vậy? Xuống đi. Mau xuống cho tôi. Tiêu Nhi, xuống đi, làm gì vậy? Bỏ tay ra. Này này, chú ý ảnh hưởng, anh làm gì vậy? Tình huống, anh còn định hại bao nhiêu người nữa, nói đi. Đừng kích động mà, làm gì vậy? Suốt cuộc là chuyện gì? Ba mẹ được Thiệu Bằng mới trở về, đã bị rắn độc trong phòng của Bằng Bằng cắn. Đang đưa đi cấp cứu kìa. Rắn nuôi sao có thể có độc? Hỏi hắn ta đi. Hỏi tên khốn này đi. Làm gì vậy? Đáng đời. Đáng đời. Con cầm thú này, tại sao? Tại sao mày đối xử với chúng tao như vậy? Chẳng lẽ mày giết Thiệu Bằng còn chưa đủ sao? Còn muốn giết cả tao và mẹ nó? Tên hung thủ này, tao có làm ma cũng sẽ không tha cho mày. Tam Tường, Tam Tường, rốt cuộc sao cậu phải làm như vậy? Cậu giết chết cháu trai của tôi, giờ cậu còn muốn giết chết con gái con rể tôi nữa. Rốt cuộc là vì sao vậy Tam Tường? Cái thứ mặt người dạ thú này, Thiệu Bằng sao lại có loại bạn như mày chứ? Tại sao? Tại sao chứ? Bà ngoại à, tôi thực sự không có giết Thiệu Bằng. Tôi thực sự không muốn. Nhưng mà tôi lại muốn giết các người. Tịch khốn này và những động vật hình thù kỳ quái đó đều máu lạnh như nhau. Mày chính là hung thủ, hung thủ. Tôi là hung thủ, các người mới chính là hung thủ. Là cái người giết chết Thiệu Bằng bao nhiêu năm nay. Các người có từng lo cho Thiệu Bằng chưa? Khi Thiệu Bằng bị ốm, khi cậu ấy cần người bên cạnh, khi cậu ấy cô đơn, các người ở đâu? Các người ở đâu chứ? Phải, những con thú cưng đó máu lạnh, nhưng chúng sẵn lòng nghe Thiệu Bằng nói, sẵn lòng nghe Thiệu Bằng cười, bằng lòng nghe mọi thứ Thiệu Bằng nói. Các người thì sao? Người không có tư cách nói tôi nhất chính là các người. Có biết tại sao Thiệu Bằng tự đặt cho mình cái tên trên mạng là Mau Mau Trưởng Thành không? Chính là vì khi cậu ta còn nhỏ, ông ngày nào cũng đánh mẹ cậu ấy, đánh đến chết thì thôi. Cậu ấy muốn mau chóng trưởng thành để bảo vệ mẹ cậu ấy. Là ông đã hại Thiệu Bằng. Ông còn muốn hủy hoại những thú cưng mà cậu ấy yêu thương. Những con thú cưng đó máu lạnh hay là ông máu lạnh đây? Không phải ông muốn hủy hoại những con thú cưng đó sao? Tôi sử dụng những con thú cưng đó hủy hoại các người. Khi Thiệu Bằng còn sống, các người không ở bên cậu ấy. Vậy các người hãy xuống dưới đó bầu bạn với cậu ấy đi. Bằng Bằng, mẹ có lỗi với con. Bằng Bằng của tôi chết oan ức quá. Chuyện gì vậy? Các người, các người, các người hãm hại tôi. Thẩm Thanh Tường hại Đường Thiệu Bằng có lẽ là lỡ tay giết người, nhưng anh ta hại ba mẹ được Thiệu Bằng là cố ý giết người không thành. Tôi biết rồi. Đưa hắn ta về. Đàm Cảnh Thiên, Đàm Cảnh Thiên, cậu nuôi giáo cho giặc. Đàm Cảnh Thiên, cậu nuôi giáo cho giặc. Xem ra anh không những hiểu côn trùng, còn hiểu cả pháp luật. Vừa hay là hiểu đúng những cái đó. Báo cáo đội trưởng Trần, vừa nãy không kịp giải thích với anh, chủ yếu là sợ anh không nhập vai. Không tin tưởng tôi như vậy sao? Không, không có. Nói đi, suốt cuộc có chuyện gì? Anh ta, thứ linh ta linh tinh này, anh làm gì vậy? Đập hết nó đi. Dừng tay, đó là của Bằng Bằng mà. Đừng đập, đừng đập. Bỏ tay ra. Liên quan gì tới những thú cưng? Đừng đập nữa, ra đây. Tránh ra đi. Đó này là bảo bối của Bằng Bằng mà, con không được động vào nó. Bảo bối gì chứ? Đều là những thứ dớ dẫn.
Bà còn dám khóc nữa sao? Nếu không phải cô bỏ mặc con ở đây không lo cho nó, rồi tự chạy ra nước ngoài, thằng bé cũng không chết. Lúc đầu khi cô tranh quyền nuôi dưỡng với tôi, cô nói con cái là mạng sống của cô, tranh giành khóc lóc cho bằng được, sống chết đòi tranh với tôi. Bây giờ thì sao? Hay rồi, con chết đi rồi. Cô làm mẹ kiểu gì đây? Cô đền con, đền lại cho tôi đi. Tôi không tranh. Không tranh để đợi đến khi anh uống sai rồi đánh chết con sau. Tôi không ra nước ngoài thì hai mẹ con tôi ăn gì? Mỗi lần tôi hỏi anh về tiền trợ cấp nuôi con, anh không đánh thì mắng. Tôi không đi làm thì chúng tôi đợi mà chết đói sao? Cô im miệng cho tôi. Tôi đánh cô thì đã sao? Tôi mắng cô đã sao? Cô nói đi. Có lần nào cô đòi tiền mà tôi không đưa không? Cô nói đi. Đưa tiền thì đã sao chứ? Đưa tiền thì có quyền đánh vợ con sao? Có đúng không? Anh là một thằng đàn ông, anh đánh vợ con anh còn là thứ gì nữa? Anh trả lại bằng bằng cho tôi. Mau trả bằng bằng cho tôi. Được rồi, đừng cãi nhau nữa mà. Đừng cãi nhau nữa. Ngày thường ông đây cho nó bao nhiêu tiền, làm cái gì tốt đẹp không làm, nhất quyết đòi nuôi những thứ quái dị này. Hôm nay ông mày sẽ phá hết chỗ này. Không được đi, không được vào, nó là của bằng bằng. Ai vậy? Gọi gì mà gọi? Chưa thấy vợ chồng cãi nhau bao giờ sao? Đừng gõ cửa nữa. Ai vậy? Cảnh sát, làm gì vậy? Cái người làm gì vậy? Cảnh thiên bên này, các anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Quả nhiên là rắn san hô. Vừa nãy khi ở quảng trường, Thẩm Tam Tường ném rắn nhỏ lên người của cảnh sát Kim và cảnh sát Lý. Khi đó tôi chưa chú ý nhiều, nhưng khi Thẩm Tam Tường lên xe, tôi phát hiện biểu cảm của hắn ta không đúng. Vậy nên tôi cảm thấy mọi chuyện chắc không đơn giản chỉ có vậy. Sau đó tôi đã nghĩ đến hôm đó khi tôi cùng với cảnh sát Kim ở quán nét, nhìn thấy những thú cưng trong phòng của Đường Thiệu Bằng. Tôi đột nhiên nhớ ra màu sắc của con rắn sữa đó không đúng. Hoa văn đứt đoạn của rắn sữa là đen trắng đen, còn hoa văn đứt đoạn của rắn san hô là trắng đen trắng. Chỉ có điều khi đó tôi không thực sự chú trọng việc đó. Rắn sữa thì nó vô tội, nó chỉ ăn những con như chuột bạch nhỏ. Nhưng mà rắn san hô nó lại rất độc hại, nó sẽ ăn thịt những con rắn khác. Tập hợp biểu cảm của Thẩm Tam Tường khi lên xe, lại thêm hắn ta lúc nào cũng đem theo rắn nhỏ, tôi nghi ngờ có lẽ hắn đã đổi rắn sữa trong phòng của Đường Triệu Bằng bằng rắn san hô, nên tôi mới vội vàng đến đây xem rốt cuộc có chuyện gì. Thẩm Tam Tường có lẽ sẽ nghĩ đến cha mẹ của Đường Triệu Bằng sẽ ném hết những con thú yêu của Triệu Bằng đi. Vậy nên vừa nãy không phải trên đường anh nói anh không hiểu về rắn sao? Thật tình cờ là hiểu đúng cái đó. Được rồi, xem ra vở kịch này của mọi người cũng hay lắm. Không có gì. Thực ra cũng là do Thẩm Tam Tường chột dạ. Nếu không, một người bị rắn độc cắn làm gì có tinh thần và sức lực khống chế được cậu ta chứ. Được rồi, tôi về thẩm tra cậu ta đây. Xe cấp cứu, cậu sắp xếp đi. Tôi đi đây. Được. Cảm ơn cậu, chàng trai. Bác như này là... Lại sao nữa? Vừa nãy trong phòng của Thiệu Bằng cháu phát hiện có hai con ong giò đen đã chết. Loài ong đó thông thường chỉ sau khi đốt người nó mới chết, nên cháu nghi ngờ hai người có lẽ đã bị ong giò dẻ cắn. Hai người mau chóng đến bệnh viện đi, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng đấy. Nghiêm trọng như vậy sao? Bị đốt? Sao chúng tôi không có cảm giác gì? Loài ong giò đó tuy độc tính gây chết người, nhưng khi bị đốt thực ra không có cảm giác đau đớn gì, vậy nên mới càng đáng sợ. Vậy độc tính lớn cỡ nào? Bắt buộc phải đến bệnh viện trong 24 giờ đồng hồ để tiêm phế cầu khuẩn, nếu không sẽ gây nên suy thận cấp tính mà chết đấy. Trời ơi, phải làm sao đây? Bà ngoại, bà chưa vào phòng Thiệu Bằng, có lẽ bà không việc gì đâu. Nhưng mà tôi... Được rồi, đừng đứng đây nữa, mau đi. Thêm hai người này nữa, đúng đúng đúng. Mau đi bệnh viện đi. Đi bệnh viện nào, mau mau. Mau đến bệnh viện đi. Sao tôi không thấy có ông giò đen gì ở trong phòng vậy? Xe cấp cứu 120 đó, cô trả tiền nhé. Người đàn ông lòng dạ đen tối xấu xa. Cậu Đạp Cảnh Thiên,
Người như cậu, ai còn dám làm bạn với cậu nữa chứ. Thì ra là hắn ta. Làm bao nhiêu chuyện xấu như vậy. Chính là hắn ta. Chính hắn ta hại người đấy. Tán tận lương tâm. Băng Băng, đây là nghi thức tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu. Nó sẽ đem đến cho cậu bầu trời cao vút. Ở đó, cậu sẽ hoàn thành nghi lễ trưởng thành của cậu, trở thành một nam tử hán đích thực. Cậu sẽ làm được chứ, Băng Băng? Đi thôi, nào. Nào, đi. Nào, mau lên. Đeo lên đi. Nào, mau lên. Được, được mà. Nào. Đừng, 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 đừng. Cố gắng lên. Cố gắng lên nào. Kiên trì một chút thôi. Cố gắng lên. Một lúc nữa thôi sẽ xong ngay thôi. Xong rồi, xong rồi. Tôi không muốn hại cậu ấy. Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy. Cậu ấy chỉ cần cố gắng thêm 5 phút nữa. 5 phút. Cậu ấy sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới. Đáng tiếc. Rút lại những logic chết tiệt đó của anh đi. Anh lợi dụng sự ngây thơ của thiếu niên để làm thỏa mãn tâm lý lệch lạc đó của anh. Anh mới là đáng tiếc đấy. Anh không những không hối cải, còn đi hại ba mẹ người ta, tiếp tục đầu độc trẻ vị thành niên. Tôi đang giúp cậu ta mà. Tôi thật lòng muốn giúp cậu ta. Không bắt anh phải đền tội trước pháp luật, trời đất khó dung tha. Thật quá đáng tiếc.